chào anh em nha. Mãi mới về một con xe cắt cỏ của Honda nha. 2013. Xe còn mới 90% nha anh em. Mới trời mưa nên văng đứt vô quá. Đấy, rất là đẹp luôn. Bánh rồi chưa mòn, chưa bị mòn một bên nào luôn nha. Đẹp tuyệt vời luôn, và áo rồi lành mặn hết. Chưa có bị bể hay vai. Đây là còn phần này là từ ga ở rùa, đây là kéo bóng tay nha anh em. Đi nổ máy là anh em đặt Amaya vô nó mới nổ. Còn cái này là cái cần để cắt cỏ nè, đẩy tới là để cắt cỏ. Phần này là cắt rồi cao thấp để mình cắt. Rất là đẹp luôn. Rồi quay nhanh cho anh xem là cái máy của nó là từng di biến nó mới kèm của em đó. Máy được của nó là mới kèm luôn anh em thấy không? Mình là chẳng mình vinh vinh một vòi luôn. Đủ ra là nhìn là còn 7 sắt cầu vòng luôn nè. Đó, chị đi chào hỏi thấy không? Một lần đó nè, đồ sơn đồ hết luôn không? Đi bằng con ốc anh em. Bao ngày mới được cho anh em luôn. Cái dàn lỗi của nó anh em thấy không? Nó bùng luôn. Anh em về phát con này là khỏi chơi suy nghĩ luôn nha. Chạy nhanh luôn, chạy nhanh luôn.